sao vậy? Mẹ của chúng ta, mẹ chúng ta như thế nào hả em? Ông im đi. Ông là một tên tốt cướp giết người. Ông đã lừa dối tôi. Nhằm mời lên tình yêu trong nắng của đời tôi. Kìa, Thủy Tiên, em nói gì mà anh không hiểu? Tôi, ông đừng nói gì thêm nữa cả. Đây, chiếc nhẫn hột sòn 11 ly đó. Ông hãy giữ đi. Dạ, ông nên nhớ rằng giữa tôi và ông chưa yêu. Gặp gỡ nhau chi ơi xui gặp gỡ làm gì tơ tình đã lỡ duyên tơ ngờ ngàng.